chùa. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình núp lùm, mình chia sẻ thông tin bá đạo, hay là mình phản động, mình vô mình bình luận những cái này bình luận cái kia. À, công an không biết, không có đâu. Chưa đến lúc đó thôi, chưa đủ để cho bị lôi đầu ra thôi. Chứ đừng có nói rằng là qua mặt được cơ quan chính quyền của nhà nước. Không có đâu. Việt Nam mình phải nói an ninh là tuyệt đối số 1. Và kể cả những vụ án quý vị thấy không, che đậy bao nhiêu năm, núp lùm bao nhiêu năm, lâu lâu nó nổ một cái ra là thôi là banh xác, tán gia bại sản, đi tù cả đám. Cho nên là sống là phải thượng tôn pháp luật, và đừng bao giờ làm những gì vi phạm pháp luật mà nghĩ rằng là mình che đậy 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm rồi cũng sẽ có một ngày đẹp trời, đúng không quý vị? Cho nên á, mình phải hiểu biết. Mình đừng nghĩ rằng không ai nói tới mình là người ta không biết gì, không có đâu. Tôi đã nói rồi, đặc biệt luật pháp Việt Nam, an ninh Việt Nam, công an Việt Nam là phải giỏi, có tiếng thế giới. Thế giới nó phải công nhận là police Việt Nam là số 1. Mà police Việt Nam bao giờ phá án cũng nhờ ai? Nhờ nhân dân, nhờ lòng dân, sống trong lòng dân, ở với dân, gần gũi dân. Muốn biết lòng dân thì phải gần gũi dân, phá án cũng nhờ người dân. Cho nên tôi nói có nhiều người á, cái não ngắn lắm, cứ nói cho đã cái miệng đi, rồi bày đàn cho đã đi, rồi có một ngày nào đó đi xa. Ví dụ tại sao mà mình bị bắt đột ngột, tại sao mà tự nhiên mình viết có mấy bài trên Facebook mà công an đập vô nó bắt mình. Trời ơi, đừng nghĩ nha, là rất là sai lầm. Tôi đã từng nói rồi, mạng là ảo mà công an là có thật đó.